điệp khúc của mình đánh á, là có sử dụng cách đây nè. À, hồi nãy là con đánh là chỉ có là cách gì đó. Thấy chưa? Trời cây đứng đằng chơi, nghe ai thu câu ai hời. Thương em đừng đợi tin lỡ thời. Dời cái nước đang chơi, nghe ai thu câu hơi hơi. Thương em đừng đợi chiếc lỡ rơi, rồi tìm chơi chắc sẽ còn tìm tôi. Chừng nào trời nắng căng nhớ nha. Như vậy chúng ta chuyển qua đoạn 2 là không dùng cách đó nữa. Để chuyển qua Yeah.